vị, các bạn và các thiếu nhi thân mến, chúng ta đang cùng gặp nhau trong chương trình Tìm Người Thông Minh. Một tuần lại trôi qua, hôm nay là ngày thứ bảy. Tin chắc là quý vị khán giả đã có những giây phút thật sự thoải mái bên cạnh người thân, gia đình và bè bạn. Và đây là thời gian chúng ta dành cho chương trình Tìm Người Thông Minh. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Mesa thực hiện, được phát sóng vào lúc 18:15 thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Đến với chương trình, chúng ta sẽ được gặp gỡ và làm quen với những thí sinh rất dễ thương, tự tin và cũng thật hồn nhiên trong chương trình. Và bây giờ hãy cùng dành những tràng pháo tay nồng nhiệt để chào đón thí sinh đầu tiên của chương trình hôm nay. Xin tự giới thiệu, em tên là Hồ Thị Hồng Thuận, học sinh lớp 66 trường Trung học Cơ sở Lê Anh Xuân. Ước mơ của em sau này là làm một giáo viên toán thật giỏi để đào tạo nhân tài cho đất nước. Và thí sinh tiếp theo. Em tên là Trần Đức Phong, học lớp 63, em ở Minh Đức. Ước mơ của em sau này làm kỹ sư giống bố em. Chúng ta sẽ cùng chào đón nhân vật tiếp theo. Em tên là Nguyễn Hoàng Quang Lam, học sinh lớp 69 trường Trung học Cơ sở Lê Anh Xuân. Em đến đây với mục đích học tập là chính. Thí sinh thứ tư của chương trình hôm nay. Em tên là Hoàng Nguyễn Trần Trung Hiếu, học sinh lớp 65 trường Trung học Cơ sở Hoàng Hoa Thám. Ước mơ sau này của em là trở thành kỹ sư vi tính. Và bây giờ là thí sinh tiếp theo. Em tên là Phan Anh Khoa, là học sinh lớp 8 trường Trung học Cơ sở Lê Văn Tám. Ước mơ sau này của em là trở thành một nhà thi văn học nổi tiếng. Phần tự giới thiệu của thí sinh thứ sáu. Em tên là Nguyễn Minh Tường, học sinh lớp 6A5 trường Trung học Cơ sở Văn Thông, quận 6. Em đến đây với một mục đích: ôn lại những gì đã học và học thêm những gì chưa biết. Mong quý vị cổ vũ cho em và các bạn được chơi. Hãy cùng chào đón thí sinh tiếp theo của chương trình. Em tên là Nguyễn Lê Nhật Minh, lớp 63 trường Văn Lang. Em đến đây mục đích nhằm kiểm tra những kiến thức mình đã học và thu nhận những kiến thức mới. Còn bây giờ là thí sinh cuối cùng của chúng ta. Trường Trung học Cơ sở Tân Bình. Ước mơ sau này của em là trở thành một phóng viên giỏi để viết các bài báo hay cho độc giả. Các thí sinh đã vừa chia sẻ ước mơ rất dễ thương của mình đến với tất cả quý vị khán giả. Và bây giờ chúng ta hãy cùng dành tình cảm và sự ủng hộ để các thí sinh thêm tự tin bước vào vòng 1 của chương trình Tìm Người Thông Minh. Ở vòng 1, các em sẽ đến với 9 câu hỏi mang kiến thức tổng quát. Mỗi câu hỏi sẽ có 4 lựa chọn trả lời, ứng với các phím 1, 2, 3, 4 trên bàn phím các thí sinh. Trong thời gian 5 giây từ khi tôi đọc xong câu hỏi, các thí sinh sẽ bấm phím để trả lời. Sau vòng thi này, chúng ta sẽ chọn ra 6 thí sinh có mặt ở vòng 2. Chị Thảo tin rằng lúc này các em đã sẵn sàng rồi đúng không? Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi đầu tiên của vòng 1 nhé. Trong truyện cổ tích Việt Nam, Thạch Sanh đã làm điều gì để nuôi quân 6 nước? Gãy đàn, thổi sáo, đánh trống, thổi tù và, 5 giây bắt đầu. Trong truyện cổ tích Việt Nam, Thạch Sanh đã làm điều gì để nuôi quân 6 nước? Thạch Sanh đã gãy đàn. Câu hỏi này tất cả các thí sinh đều trả lời đúng. Chúc mừng các em. Câu hỏi thứ hai như sau. Đại kiện tướng cờ vua Nguyễn Ngọc Trường Sơn là vận động viên đến từ tỉnh nào? Kiên Giang, Trà Vinh, Bà Rịa Vũng Tàu, Khánh Hòa, 5 giây bắt đầu. Đại kiện tướng cờ vua Nguyễn Ngọc Trường Sơn đến từ tỉnh nào? Nguyễn Ngọc Trường Sơn đến từ Kiên Giang. Câu hỏi này tất cả các thí sinh đều chưa có câu trả lời chính xác. Chúc các em may mắn hơn ở câu hỏi tiếp theo. Quốc gia Đông Nam Á nào được mệnh danh là đất nước triệu voi? Lào, Singapore, Campuchia, Myanmar, 5 giây bắt đầu. Quốc gia Đông Nam Á nào được mệnh danh là đất nước triệu voi? Đó là Lào. Câu hỏi này có 2 thí sinh trả lời đúng. Quận huyện nào được xem là lá phổi xanh của Thành phố Hồ Chí Minh? Nhà Bè, Cần Giờ, Bình Chánh, Hóc Môn, 5 giây bắt đầu. Quận huyện nào được xem là lá phổi xanh của Thành phố Hồ Chí Minh? Khu vực có hàng ngàn hecta rừng ngập mặn đó là Cần Giờ. Câu hỏi này có 7 thí sinh trả lời đúng. Chữ cái nào sau đây là ký tự tiếp theo của dãy A, S, D, F, G, H trên bàn phím máy vi tính thông dụng? A, W, U, G, 5 giây bắt đầu. Chữ cái nào là ký tự tiếp theo của dãy số trên bằng phím máy vi tính thông dụng? Đó là chữ G. Câu hỏi này có 6 thí sinh trả lời đúng. Câu
hỏi thứ 6 dành cho các thí sinh ở vòng 1. Năm 544, Lý Nam Đế lên ngôi đặt tên nước ta là gì? Đại Việt, Đại Cồ Việt, Vạn Xuân, Nam Việt. 5 giây bắt đầu. Năm 544, Lý Nam Đế lên ngôi đặt tên nước ta là gì? Ông đã đặt tên nước ta là Vạn Xuân. Câu hỏi này có 7 thí sinh trả lời đúng. Chúng ta sẽ cùng nhìn lên màn hình để xem điểm số của các thí sinh. Tạm dẫn đầu bảng điểm là thí sinh Đăng Khoa, em ghi được 5 điểm. 5 thí sinh cùng được 4 điểm là Đức Phong, Sơn Long, Trung Hiếu, Nhật Minh và Anh Minh. Còn 3 câu hỏi nữa, mong rằng các em sẽ tiếp tục cố gắng. Câu hỏi thứ 7 như sau. Chất gì chiếm hơn 90% thành phần của sữa tươi? Chất đạm, chất béo, nước, đường. 5 giây bắt đầu. Chất gì chiếm hơn 90% thành phần của sữa tươi? Đó là nước. Câu hỏi này có 4 thí sinh trả lời đúng. Phím nào là phím dài nhất trong bàn phím máy vi tính chuẩn? Phím Shift, phím Tab, phím Spacebar, thì phím Caps Lock. 5 giây bắt đầu. Phím nào là phím dài nhất trong bàn phím máy vi tính chuẩn? Đó là phím Spacebar. Và câu hỏi này có 7 thí sinh trả lời đúng. Câu hỏi cuối cùng ở vòng 1 như sau. Vùng đồng bằng sông Cửu Long hiện nay có bao nhiêu tỉnh? 6, 12, 18 và 22. 5 giây bắt đầu. Vùng đồng bằng sông Cửu Long hiện nay có bao nhiêu tỉnh? Hiện nay có 12 tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long. Có 4 thí sinh trả lời đúng câu hỏi này. Tiếng leng keng này báo hiệu cho chúng ta biết rằng 9 câu hỏi của vòng 1 đã kết thúc. Và giờ đây là điểm số dành cho các thí sinh sau vòng 1. Bảng điểm của vòng 1 như sau. Dẫn đầu là 3 thí sinh đồng được 7 điểm: Trung Hiếu, Đăng Khoa và Nhật Minh. 2 thí sinh được 6 điểm là Đức Phong, Sơn Lâm. 5 điểm là thí sinh Anh Minh. Và đó cũng là 6 thí sinh sẽ có mặt ở vòng 2 chương trình hôm nay. Chúng ta sẽ chia tay với 2 thí sinh Ngọc Thuận, em ghi được 4 điểm, và Viễn Cường, em ghi được 3 điểm. Hai em sẽ ra về với phần học bổng trị giá 500.000 đồng và kỷ niệm chương của chương trình. Còn giờ đây, chúng ta sẽ cùng theo chân các thí sinh còn lại đến với vòng 2 của chương trình Tìm Người Thông Minh. Ở vòng 1, quý vị đã vừa cùng trải qua một tâm lý hết sức là hồi hộp khi theo dõi những câu hỏi của các thí sinh. Và ở vòng 2, cảm giác ấy sẽ còn tăng lên rất nhiều, bởi lẽ các thí sinh sẽ đối mặt với những vòng thi hết sức là gay cấn. Ở đầu tiên thì các thí sinh sẽ cùng đến với trò chơi giải mã. Tuy đây là một trò chơi không tính điểm nhưng rất quan trọng, bởi lẽ sẽ quyết định vị trí và thứ tự ưu tiên của các thí sinh ở vòng 2. Bộ giải mã gồm 10 số ứng với các con số từ 0 đến 9. Mỗi con số sẽ ứng với các ký tự, ví dụ như là số 2 ứng với ký tự ABC, số 3 DEF, số 4 GHI, v.v. Ban tổ chức sẽ cung cấp đến các thí sinh một dãy số kèm theo đó là một gợi ý. Các em sẽ giải mã trong thời gian nhanh nhất và hãy lưu ý kết quả giải mã phải là một từ tiếng Anh. Và bây giờ là một ví dụ để các em hiểu rõ hơn về trò chơi giải mã. Ví dụ như chúng ta có gợi ý loài vật và dãy số 228. Các em sẽ giải mã như sau. Số 2 ứng với ký tự C, số 2 tiếp theo ký tự A và số 8 ký tự T. Như vậy, từ chìa khóa của chúng ta là từ két con mèo. Và bây giờ là đề thi dành cho các em ở phần giải mã. Dãy số 966 và gợi ý sở thú, mời các em. Đã có 1 thí sinh, 2 thí sinh hoàn thành phần giải mã. 4 thí sinh đã hoàn thành phần giải mã. Từ chìa khóa của phần giải mã đó là Zoo, sở thú. Sau phần giải mã, chúng ta đã xác định được vị trí của các thí sinh ở vòng 2 này. Ở vị trí số 1 là thí sinh Phan Đăng Khoa, số 2 Nguyễn Lê Nhật Minh,
Nguyễn Hoàng Sơn Lâm. Tiếp theo là Hoàng Vũ Nguyễn Trần Trung Hiếu, Trần Đức Phong và Nguyễn Hoàng Anh Minh. Ở vòng 2, các em sẽ lần lượt lựa chọn 2 trong số 12 lĩnh vực được hiển thị trên màn hình. Đó là các lĩnh vực địa lý, lịch sử, âm nhạc, thể thao, nghệ thuật, toán học, thế giới tự nhiên, văn học, tiếng Việt, kiến thức xã hội, danh nhân và thưởng thức cuộc sống. Mỗi lĩnh vực chỉ được lựa chọn một lần mà thôi. Trong 30 giây ở mỗi lần lựa chọn, các em sẽ trả lời thật nhanh các câu hỏi dành cho mình. Trả lời đúng một câu ghi được một điểm, sai thì dĩ nhiên là không có điểm. Sau vòng thi này, chúng ta sẽ chọn ra 3 thí sinh cao điểm nhất có mặt ở vòng 3. Lựa chọn đầu tiên ở vòng 2 thuộc về thí sinh Đăng Khoa. Chào Khoa, lúc này em cảm thấy như thế nào? Dạ, em cảm giác hơi hồi hộp nhưng mà cũng rất là vui. 12 lĩnh vực thì em nghĩ rằng lĩnh vực nào là sở trường của mình? Em xin chọn lĩnh vực nghệ thuật. Chúc em ghi được nhiều điểm. 30 giây bắt đầu. Bác sĩ Lê Hành và ca sĩ Lê Hành là một người đúng hay sai? Đúng. Chính xác. Ca sĩ Nhí Xuân Nghi từng đoạt giải nhất hay giải nhì cuộc thi tiếng hát măng non truyền hình 2002? Đúng. Ca sĩ đoạt giải thần tượng âm nhạc Việt Nam 2007 tên gì? Đúng. Cartman là một vở nhạc kịch hay vở múa ba lê? Nhạc kịch. Đúng. Nghệ sĩ nhân dân Trần Hiếu là anh ruột của nhạc sĩ nổi tiếng nào? Trần Tiến. Chương trình ca nhạc duyên dáng Việt Nam do báo Tuổi Trẻ hay báo Thanh Niên tổ chức? Thanh Niên. Đúng. Danh ca opera Parabolti là người Ý. Pháp hay Ý? Đúng. Ca sĩ nào hiện đang dẫn chương trình Ai Nhanh Hơn của truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh? Thanh Ngọc. Đăng Khoa đã có những câu trả lời rất nhanh, em ghi được 6 điểm ở lượt lựa chọn đầu tiên của mình. Chúc mừng em. Chúng ta tiếp tục với lượt lựa chọn của Nhật Minh. Minh có tự tin là mình cũng ghi điểm nhiều như bạn hay không? Dạ có. Và thậm chí có thể cao hơn nếu như em thực sự cố gắng. Em chọn lĩnh vực nào đây? Dạ thưa chị, em chọn lĩnh vực thưởng thức cuộc sống. 30 giây bắt đầu. Ăn thức ăn hâm lại nhiều lần có tốt cho sức khỏe không? Có. Không. Chính xác. Khi trời sấm sét có nên rút nguồn điện máy vi tính hay không? Có. Chính xác. Khi bị bệnh ta có nên tự ý mua thuốc chữa bệnh hay không? Không. Chính xác. Udon là tên món mì truyền thống của Nhật hay Indonesia? Indonesia. Nhật. Mì ăn liền xuất hiện lần đầu tiên ở Hàn Quốc hay Nhật Bản? Đúng. Các loại lon đựng nước giải khát hiện nay được làm chủ yếu từ hợp kim, thiết, nhôm hay sắt? Nhôm. Khi phát hiện trong nhà kính có khí ga bị rò rỉ, ta có nên bật đèn không? Không. Chính xác. Loại gia vị nào sau đây tăng giá theo mùa? Tỏi, chanh, lá. Chanh tăng giá theo mùa. Nhật Minh cũng đã rất cố gắng, em ghi được 5 điểm với lượt lựa chọn đầu tiên của mình. Chúc mừng em. Chúng ta sẽ cùng đến với lượt lựa chọn của Sơn Lâm. Em chọn thế giới tự nhiên. Chim di trú thường bay từng đàn theo đội hình chữ U hay chữ B? Chính xác. Cây vú sữa có thể trồng được ở miền Bắc nước ta không? Không. Chính xác. Ác là có phải tên loài chim hay không? Có. Chính xác. Chi trước của ếch có 4 ngón, chi sau mấy ngón? 5. Chính xác. Chim cánh cụt chỉ có thể sống ở Nam Cực hay Bắc Cực? Bắc Cực. Nam Cực. Giữa hoa mướp và hoa hồng, hoa nào là hoa đơn tính? Hoa hồng. Hoa mướp. Cây tre càng lớn thì càng to ra, đúng hay sai? Sai. Chính xác. Cổ của hươu cao cổ có mấy đốt xương? 4. 7 đốt. Sơn Lâm đã ghi được 4 điểm ở lượt lựa chọn đầu tiên của mình. Và bây giờ chúng ta tiếp tục với lượt lựa chọn của Trinh Hiếu. Hiếu sẽ chọn lĩnh vực nào cho mình? Dạ chị, em chọn kiến thức xã hội. 30 giây bắt đầu. Chùa Nam Thiên Nhất Trụ ở Thủ Đức có tên dân gian là gì? Qua. Chùa Một Cột. Dân số nước ta hiện đang tăng dần hay giảm dần? Tăng dần. Chính xác. Cơ quan ngôn luận của Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh là báo Tuổi Trẻ hay báo Thanh Niên? Báo Thanh Niên. Tuổi Trẻ. Ai đã tặng phụ nữ Việt Nam 8 chữ vàng anh hùng bất khuất trung hậu đảm đang? Qua. Bác Hồ. Hiện nay nước ta quy định tuổi về hưu cho nam giới là 60 hay 65? 60. Chính xác. Sri Lanka hay Pháp là quốc gia đầu tiên có nữ thủ tướng? Qua. Sri Lanka. 20 tháng 10 năm 1930 là ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, đúng hay sai? Đúng. Chính xác. Trung Hiếu ghi được 3 điểm ở lượt lựa chọn đầu tiên. Chúc mừng em. Chúng ta tiếp tục với lượt lựa chọn của Đức Phong. Nữ chị, em chọn văn nhân. 30 giây bắt đầu. Tên của vị đại thần họ Tô nào dưới triều nhà Lý được đặt cho con đường ở quận 10 thành phố Hồ Chí Minh? Lý Nam Đế. Tô Hiến Thành. Ông Trạng Thái Diều là tên thân mật dành cho vị trạng nguyên trẻ tuổi nào của nước ta? Qua. Nguyễn Hiền. Đầu thần chưa rơi xuống đất xin bệ hạ đừng lo là câu nói của Trần Thủ Độ hay Trần Quang Khải? Trần Thủ Độ. Đúng. Lễ hội Lam Kinh diễn ra hàng năm ở Thanh Hóa để tưởng nhớ đến vị anh hùng dân tộc nào? Qua. Lê Lợi. Nam Định là quê hương của nhà thơ Tú Xương hay Nguyễn Khuyến? Nguyễn Khuyến. Tú Xương. Ai đã
tham mưu đắc lực cho Vua Quang Trung trong chiến thắng quân Thanh, Ngô Thì Nhậm hay Trần Quang Diệu? Không thưa ông, Ngô Thì Nhậm. Kết thúc lượt lựa chọn đầu tiên ở lĩnh vực danh nhân, Đức Phong ghi được 1 điểm. Chúng ta sẽ cùng đến với lượt lựa chọn của anh Minh. Thưa chị Phương Thảo, em chọn lĩnh vực thể thao. 30 giây bắt đầu. Cờ Thế vận hội Olympic có bao nhiêu vòng tròn? 5. Đúng. Có vật gì được chọn là biểu tượng của đội bóng xuyển bóng đá Anh? Đúng. Để cứu chữa cầu thủ bị chấn thương trên sân bóng, người ta thường dùng cán cứu thương hay xe cứu thương? Đúng. Trong bóng đá, để xác định bóng đã vào cầu môn hay ra ngoài, người ta áp dụng biện pháp qua căng lưới cầu môn. Cờ vua có xuất xứ từ Ấn Độ hay Trung Quốc? Ấn Độ. Đúng. Môn yoga có nguồn gốc từ Trung Quốc, Ấn Độ hay Nhật Bản? Ấn Độ. Có bao nhiêu nội dung thi đấu trong môn bóng bàn? 5 hay 7 nội dung? 7. Đúng. Trong đội tuyển bóng đá Anh, Rooney mang áo số 10. Áo số 10. Anh Minh ghi được 5 điểm ở lượt lựa chọn đầu tiên của mình. Và bây giờ mời quý vị cùng nhìn lên màn hình để biết điểm số của các thí sinh sau lượt lựa chọn đầu tiên của các em. 3 vị trí dẫn đầu đó là Đăng Khoa, em ghi được 6 điểm. Cùng được 5 điểm là Nhật Minh và Anh Minh. Chúng ta sẽ cùng đến với lượt lựa chọn tiếp theo của Đăng Khoa. Dạ thưa chị, em xin chọn chủ đề âm nhạc. Ca từ là phần lời hay phần nhạc của bài hát? Bài hát. Phần hát. Phần lời. Ca sĩ nào có biệt hiệu là Hoàng tử Sơn Ca? Đúng. Chương trình ca nhạc Con Còn Bé Bé đúng ai? Ít tên tuổi. Đúng. Nha sĩ Trần Tiến là tác giả của Ông Mặt Trời hay Mặt Trời Bé Con? Đúng. Bản sao đánh trăng là của Beethoven. Đúng. Nốt sol đứng sau nốt nào trong thang âm? Fa. Đúng. Nữ ca sĩ nào với những ca khúc mang âm hưởng dân ca được học sinh sinh viên ưa thích? Bảo Thy. Cẩm Ly. Nhóm nhạc Mặt Trời mới tách ra từ nhóm nhạc nào? Qua. Mặt Trời Đỏ. Đăng Khoa đã kết thúc lượt lựa chọn thứ hai của mình. Em vui thêm được 5 điểm nữa. Chúc mừng em. Và bây giờ là lượt lựa chọn của Nhật Minh. Thưa chị, em xin chọn lĩnh vực tiếng Việt. Chúc em thành công. Điền phần còn thiếu vào câu tục ngữ tham thực, cực thân. Tìm hai từ đồng nghĩa trong thành ngữ đỏ mặt tía tai. Đỏ tía. Tìm các động từ trong câu thành ngữ tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Tránh gặp. Đúng. Của cải tinh thần của thời trước để lại được gọi là gì? Con. Di sản. Hãy điền phần còn trống trong câu ca dao giữa điều phủ lấy giá gương người trong một chấm chấm. Đúng. Tìm từ ghép trong câu tôi nghe tiếng máy bay rít lên trên không. Rít lên. Máy bay. Tìm hai từ trái nghĩa trong thành ngữ bóc ngắn cắn dài. Và như vậy Nhật Minh đã ghi thêm được 4 điểm ở lượt lựa chọn thứ hai của mình. Và bây giờ là lượt lựa chọn của Sơn Lâm. Dạ, em chọn lịch sử. Côn Sơn là di tích văn hóa lịch sử nổi tiếng của nước ta gắn liền với người anh hùng dân tộc nào? Nguyễn Trãi. Chủ tịch Tôn Đức Thắng sinh ra tại Cù Lao Ông Hổ thuộc tỉnh An Giang đúng hay sai? Sai. Không chính xác. Bác Hồ đã nói các vua hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước nhân dịp đến thăm khu di tích nào? Di tích Vua Hùng. Đền Hùng. Nhân vật lịch sử nào nổi tiếng giỏi văn thơ từ nhỏ và đỗ thi hương mới 9 tuổi? Kỳ Đồng. Cuộc kháng chiến của nhân dân chống quân Nam Bộ thứ nhất diễn ra? Dương Đình Nghệ. Câu ca dao nào sau đây ra đời vào thời vua nào? Vạn niên là vạn niên nào? Thành xét thiên lính hào đào qua. Tự Đức. Sơn Lâm đã chưa ghi điểm ở lượt lựa chọn thứ hai của mình. Giờ đây là lượt lựa chọn của Trung Hiếu. Em chọn lĩnh vực địa lý. Em cần ghi thêm ít nhất là 2 điểm để bằng với anh Minh. Việt Nam nằm ở Bắc hay Nam Bán Cầu? Nam Bán Cầu. Bắc. Cửa khẩu Mộc Bài ở tỉnh Tây Ninh hay An Giang? Tây Ninh. Chính xác. Trong số các đường vĩ tuyến trên quả địa cầu, đường nào dài nhất? Xích Đạo. Đúng. Hướng nằm giữa hướng Bắc và hướng Đông là hướng gì? Hướng Nam. Đông Bắc. Tỉnh Bến Tre có giáp biển hay không? Không. Không chính xác. Châu lục nào thường được gọi là cực lục địa, châu Âu hay Nam Mỹ? Châu Nam Mỹ. Châu Âu. Nhật Bản ở khu vực Đông Bắc Á hay Nam Á? Nam Á. Đông Bắc Á. Colombia là quốc gia thuộc Châu Phi hay Nam Mỹ? Nam Mỹ. Chính xác. Trung Hiếu ghi được 3 điểm và em đã giành điểm thứ 3 cho đến thời điểm này. Chúng ta tiếp tục với lượt lựa chọn của Đức Phong. Tôi cho em chọn toán học. Toán học. Số tự nhiên nhỏ nhất là số nào? Không. Chính xác. Rút gọn phân số cho ta một phân số mới nhỏ hơn phân số đã cho đúng hay sai? Chính xác. Hãy tính nhanh 5/8 nhân 8/10 và rút gọn đến tối giản. Bỏ 1/2. 25 decamet bằng bao nhiêu cm? 2500. 25.000 cm. Tìm số nối tiếp trong dãy số sau. 2, 4, 6, 8. 10. Chính xác. 1 km² là diện tích hình vuông có cạnh dài bao nhiêu? Bỏ qua. 100. Phân số 6/13 như thế nào với phân số 5/9? Bằng. Lớn hơn. Nhỏ hơn.
Như vậy kết thúc lượt lựa chọn thứ hai, Đức Phong đã ghi thêm được 2 điểm. Chúng ta còn lại lĩnh vực cuối cùng thuộc về sự lựa chọn của anh Minh. Dạ, như chị em chọn Văn Hồng. Hãy cố gắng ghi điểm. Hãy đọc vế tiếp theo để hoàn thành câu thành ngữ quyết làm trăm triệu. Đúng. Cô bé từ Hà Lan gốc Do Thái tên Anne Frank nổi tiếng thế giới nhờ vào Nguyễn Nhật Ký. Truyện ngắn là Nguyễn Nhật Ký. Đúng. Bài thơ Đèo Ba Dội Nguyễn Du Hồ Xuân Hương hay Nguyễn Du Hồ Xuân Hương. Con sông trong bài thơ Mẹ Suốt của Tố Hữu Thu Bồn. Sông nào Thu Bồn hay Nhật Lệ? Nhật Lệ. Chữ Nôm bắt đầu được sử dụng trong văn học vào thời Trần, thời Nguyễn, thời Nguyễn, thời Trần. Chữ Quốc ngữ Việt Nam xuất hiện vào thế kỷ 17, 18 hay 19? Đúng. Tác giả kịch bản phim Cánh Đồng Hoang và Mùa Gió Chướng là nhà văn nào? Nguyễn Văn Sáng hay Nguyễn Văn Lập? Đúng. Bộ phim Vùng Trời Cho Chim Bao Đà. Trị An. Và như vậy kết thúc lượt lựa chọn của mình, anh Minh đã ghi thêm được 4 điểm. Chúng ta hãy cùng nhìn lên màn hình. Vị trí của các thí sinh đã có sự thay đổi. Dẫn đầu là Đăng Khoa, em ghi được 11 điểm, chúc mừng em. Cùng được 9 điểm là hai thí sinh Nhật Minh và anh Minh. Đây cũng sẽ là ba thí sinh có mặt trong vòng 3 của chương trình Tìm Người Thông Minh. Ba thí sinh Trung Hiếu, Sơn Lâm và Đức Phong. Mỗi em sẽ được nhận kỷ niệm chương và phần học bổng trị giá 500.000 đồng. Và chúng ta sẽ cùng với ba thí sinh còn lại tiếp tục bước vào vòng 3 của chương trình Tìm Người Thông Minh. Ở vòng 3 này chắc chắn rằng quý vị sẽ cảm thấy hồi hộp hơn nữa với phần thi của các thí sinh. Bởi lẽ đây là vòng thi quyết định thứ tự của các em sau khi kết thúc chương trình hôm nay. Đầu tiên các em sẽ đến với phần giải mã để chọn vị trí đứng và thứ tự ưu tiên. Bộ giải mã cũng không có gì khác hơn so với vòng 2, cũng là một bàn phím với các con số từ số 0 đến số 9 ứng với các ký tự. Dãy số của các em như sau: 78336. Gợi ý: Hoàng hậu. Kết quả của phần giải mã như sau, đó là từ Queen, Hoàng hậu. Phần thi giải mã đã giúp chúng ta xác định được vị trí của các thí sinh ở vòng 3 này. Vị trí số 1 là Phan Đăng Khoa, số 2 Nguyễn Lê Nhật Minh, số 3 Nguyễn Hoàng Anh Minh. Ở vòng 3 này màn hình sẽ hiển thị 36 ô ứng với 36 câu hỏi, trong đó có 6 câu hỏi ở mức độ khó, ký hiệu là chữ K, 3 điểm. 6 câu hỏi ở mức độ vừa, ký hiệu là chữ V, 2 điểm. Còn lại là các câu hỏi dễ, 1 điểm. Thí sinh sẽ lần lượt lựa chọn và trả lời 5 câu hỏi. Thời gian tối đa của mỗi câu là 10 giây. Nếu như các em chọn và trả lời đúng liên tiếp 5 câu hỏi trong cùng một hàng, hàng dọc, hàng ngang hoặc hàng chéo, thì ngoài số điểm ghi được ở từng câu, các thí sinh còn được cộng thêm 5 điểm ở phần thi này. Lựa chọn của các thí sinh được thể hiện bằng một màu sắc cụ thể. Thí sinh Đăng Khoa màu đỏ, Nhật Minh màu vàng và Anh Minh màu xanh. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với Đăng Khoa. Sở thích của Đăng Khoa là gì? Dạ thưa chị, sở thích của em là đọc sách. Lên mạng nghiên cứu về thiên văn học, nghiên cứu về vũ trụ và các vì sao. Dạ, còn môn học mà em cho là sở trường của mình là gì? Dạ theo em thì môn học em sở trường là môn âm nhạc với môn ngữ văn. Và khi nãy mọi người cũng đã nhìn thấy là em ghi được rất nhiều điểm ở lĩnh vực âm nhạc. Còn bây giờ thì em sẽ đến với câu hỏi nào đây? Dạ thưa chị, em chọn câu hỏi số 8. Câu hỏi số 8 là một câu hỏi ở mức độ dễ. Cá mập thuộc lớp cá sụn hay lớp cá xương? Dạ thưa chị là cá sụn. Một câu trả lời chính xác, chúc mừng em. Và bây giờ chúng ta sẽ được gặp gỡ với Nhật Minh. Chào Minh. Dạ chào chị. Em thích nhất là môn học nào? Dạ em thích nhất là môn học Anh văn. Môn Anh văn. Còn khi mà rảnh rỗi thì ngoài giờ học em làm gì? Dạ em chơi game. Ngoài ra em có chơi môn thể thao nào đó không? Dạ có, em có chơi môn cầu lông. Cầu lông thì rất tốt cho sức khỏe. Chúc em luôn học thật giỏi. Và em hãy chọn câu hỏi cho mình. Dạ em chọn câu hỏi số 5. Câu hỏi số 5 là một câu hỏi ở mức độ dễ. Nhựa hóa thạch của cây lá kim được gọi là hổ phách, đúng hay sai? Trả lời đúng. Em chọn câu trả lời đúng. Và đây cũng
một câu trả lời đúng. Chúc mừng em. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với anh Minh, thí sinh thứ ba có mặt ở vòng 3. Chị được biết rằng em rất là thích học Anh Văn đúng không? Em học Anh Văn từ khi nào? Dạ thưa chị, em học Anh Văn từ năm lớp 1. Từ năm lớp 1. Thời gian rảnh của mình thì em làm gì nào? Dạ em đọc các cuốn sách về khoa học tự nhiên và xem tivi. Và xem tivi nữa. Và lớn lên em mơ ước trở thành một người như thế nào? Dạ em mơ ước trở thành một phóng viên giỏi. Một phóng viên giỏi. Em nghĩ gì về một phóng viên? Dạ thưa chị, em nghĩ là phóng viên thì phải có trình độ hiểu biết, nhanh nhẹn và chịu khó. Chúc em sẽ trở thành một phóng viên thật giỏi như em mong muốn. Còn bây giờ em hãy chọn câu hỏi cho mình. Em xin chọn câu số 1. Câu hỏi số 1 là một câu hỏi ở mức độ dễ. Bài hát nào mà ai cũng có cơ hội được hát tặng trong dịp sinh nhật? Bài chúc mừng sinh nhật. Bài chúc mừng sinh nhật hay ca khúc Happy Birthday. Và em đã nhận được 1 điểm. Chúc mừng em. Trở lại với một lựa chọn của Đăng Khoa. Chị, em xin chọn câu hỏi số 18. Một câu hỏi ở mức độ dễ. Họa sĩ vẽ tranh nhiều nhất về đề tài phố cổ Hà Nội là Bùi Xuân Phái, Nguyễn Tư Nghiêm hay Nguyễn Sáng? Dạ thưa chị, theo em là Nguyễn Tư Nghiêm. Câu trả lời này đúng. Đó là Bùi Xuân Phái. Tiếp tục là lượt lựa chọn của Nhật Minh. Chị em xin chọn câu hỏi số 12. Câu hỏi ở mức độ dễ. Thành phố nào ở nước ta nằm ở độ cao khoảng 1.500 m? Thế kia là Cao Bằng. Không chính xác. Đó chính là Đà Lạt. Và giờ đây là lượt lựa chọn của anh Minh. Em chọn câu hỏi số 2. Cũng là một câu hỏi ở mức độ dễ. Máy tính xắt tay còn được gọi là gì? Laptop. Hoàn toàn chính xác, chúc mừng em. Chúng ta đến với lượt lựa chọn câu hỏi thứ 3 của Đăng Khoa. Dạ thưa chị, em xin chọn câu số 22. Một câu hỏi ở mức độ vừa. Trong trận đấu bóng rổ, mỗi đội có bao nhiêu cầu thủ thi đấu trên sân? Dạ thưa chị, là 7. Có ít hơn 7. Bóng rổ sẽ có 5 cầu thủ thi đấu trên sân. Đăng Khoa chưa ghi điểm với câu trả lời của mình. Tiếp tục là Nhật Minh. Em xin chọn câu hỏi số 15. Cũng là một câu hỏi ở mức độ vừa. Trả lời đúng, em sẽ vươn lên vị trí dẫn đầu. Tại sao các giếng cũ lâu ngày không dùng, bỏ hoang thì không có sinh vật nào có thể sống được trong đó? Khói của các nhà máy trọng vào mưa và mưa sẽ rớt xuống biển. Câu trả lời này chưa mang về điểm số cho em, bởi vì một lý do thiếu oxy. Chúng ta đến với lượt lựa chọn của anh Minh. Anh Minh đang tạm ở vị trí dẫn đầu. Em sẽ chọn câu hỏi số 4. Một câu hỏi ở mức độ dễ. Lục địa lớn nhất thế giới là lục địa châu Phi hay Á Âu? Á Âu. Em đã có một câu trả lời chính xác, chúc mừng em. Cùng nhìn lên màn hình để xem điểm số của các em. Đang tạm ở vị trí dẫn đầu là anh Minh, em ghi được 3 điểm. Cùng được 1 điểm là Đăng Khoa và Nhật Minh. Mỗi thí sinh còn 2 lượt lựa chọn nữa, các em hãy cố gắng ghi được thật nhiều điểm cho mình. Bây giờ là lượt lựa chọn của Đăng Khoa. Dạ thưa chị, em xin chọn câu hỏi số 33. Một câu hỏi ở mức độ dễ. Các mỏ dầu Bạch Hổ, Đại Hùng thuộc tỉnh nào? Dạ thưa chị, là thành lục địa của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Một điểm dành cho em, chúc mừng em. Còn dưới đây là lượt lựa chọn của Nhật Minh. Anh xin gọi câu hỏi 28. 28, một câu hỏi ở mức độ dễ. Cá ngựa cái sinh con hay sinh trứng? Đây là sinh trứng. Hoàn toàn chính xác, chúc mừng em. Cá ngựa cái sinh trứng. Mời anh Minh. Em xin chọn câu hỏi số 6. Một câu hỏi ở mức độ dễ. Người ta thường nói không khí ở nông thôn như thế nào so với thành thị? Trong lành hơn. Hoàn toàn chính xác, chúc mừng em. Chúng ta một lần nữa hãy cùng theo dõi lại bảng điểm của các thí sinh. Ở vị trí dẫn đầu vẫn là anh Minh, em ghi được 4 điểm. Đăng Khoa và Nhật Minh đều ghi được 2 điểm.
còn một lượt lựa chọn nữa. Và lượt lựa chọn này sẽ quyết định đến vị trí của các thí sinh khi kết thúc chương trình ngày hôm nay. Mời Đăng Khoa, em hãy suy nghĩ thật kỹ để chọn câu hỏi cho mình. Dạ thưa chị, em xin chọn câu hỏi số 24. Một câu hỏi ở mức độ khó, trả lời đúng em sẽ vươn lên vị trí dẫn đầu. Trong tác phẩm Đôi Mắt hay Chí Phèo của Nam Cao có nhắc đến năm 2000. Dạ thưa chị, là tác phẩm Đôi Mắt. Em đã ghi được 3 điểm với câu trả lời này, chúc mừng em. Lượt lựa chọn cuối cùng của Ngọc Minh. Thì em xin chọn câu hỏi số 22. Một câu hỏi mức độ vừa, trả lời đúng em sẽ bằng với điểm số của anh Minh. Một ngày một đêm, chính xác là nhiều hơn hay ít hơn 24 giờ? Đêm là bằng nhiều hơn hay ít hơn? Nhiều hơn. Câu trả lời này đúng. Một ngày một đêm, chính xác là ít hơn 24 giờ. Còn bây giờ là lượt lựa chọn của anh Minh. Anh Minh còn kém một điểm nữa so với Đăng Khoa. Em sẽ chọn câu hỏi nào đây? Em xin chọn câu hỏi số 7. Một câu hỏi ở mức độ dễ. Trả lời đúng, em sẽ bằng với điểm số của Đăng Khoa. 20% của 50% là bao nhiêu phần trăm? Em ghi được một điểm, chúc mừng em. Và như vậy, âm thanh này báo hiệu cho chúng ta biết rằng vòng 3 đã kết thúc. Bảng điểm của các thí sinh lúc này như thế nào? Mời quý vị cùng hướng lên màn hình. Chúng ta đã nhìn thấy sự thay đổi vô cùng thú vị ở bảng điểm dành cho các thí sinh. Dẫn đầu là hai thí sinh Đăng Khoa và Anh Minh. Hai em đều ghi được 5 điểm và đây cũng là hai thí sinh giành giải nhất của chương trình hôm nay. Chúc mừng hai em. Nhật Minh ghi được 2 điểm, em giành được giải 3 của chương trình. Chúc mừng Đăng Khoa, em rất xuất sắc trong chương trình ngày hôm nay. Em nhận được phần thưởng trị giá là 2 triệu đồng, một học bổng dành cho em. Nhật Minh, cảm ơn em đã tham gia chương trình. Hy vọng chương trình sẽ là một kỷ niệm thật đẹp đối với em. Em nhận được phần học bổng trị giá 1 triệu đồng. Và anh Minh, em đồng giải nhất của chương trình ngày hôm nay, chúc mừng em nhận được phần học bổng trị giá 2 triệu đồng. Và ngoài ra, các thí sinh còn nhận được kỷ niệm chương của ban tổ chức để lưu lại kỷ niệm thật đẹp khi đến với chương trình ngày hôm nay. Chúng ta sẽ gặp lại Đăng Khoa và anh Minh trong cuộc thi bán kết của chương trình Tìm Người Thông Minh. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Mensa thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 18:15 thứ bảy tuần sau cũng trên kênh HTV7. Thân ái chào tạm biệt.